Nam em Quế Vân và dàn sao Việt nô nức tham dự đám cưới Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương. Đến chúc mừng ngày vui trăm năm của cặp đôi Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương có những đồng nghiệp thân thiết như Thu Thủy, Phạm Quỳnh Anh, Nam em, Quế Vân. Đám cưới của Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương diễn ra vào tối ngày 1 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến chúc mừng cô dâu chú rể có đông đảo đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí. Thu Thủy là một trong những khách mời đến sớm nhất. Nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần sau thời gian khủng hoảng vì ly hôn. Vũ Thu Phương chơi thân với Kim Cương khi cả hai còn trình diễn thời trang. Nam em giấu thân hình mẫm mỉm bằng bộ vest đen. Thời gian qua, cô đã tăng 8kg vì stress. Người đẹp cho biết đã nỗ lực lấy lại vóc dáng nhưng chưa thành công. Vợ chồng Trang Nhung tình cảm đi tiệc. Vừa qua, họ đầu tư sản xuất phim Quý Cô Hàng Hiệu. Tuy nhiên, bộ phim bị chê tả tơi vì nội dung và cách dàn dựng của đạo diễn Hoàng Duy. Thu Hoài cùng nhà thiết kế Văn Thành Công đến chúc mừng Kim Cương. Cô và bà xã Ưng Hoàng Phúc từng là những người mẫu nổi bật trên sàn catwalk. Quế Vân chọn bộ vest đi dự tiệc giống nam em. Cô có mối quan hệ thân thiết với cựu thành viên nhóm 1088 nhiều năm qua. Phạm Quỳnh Anh diện đầm trắng thanh lịch. Trước ngày bạn thân cưới, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ trên trang cá nhân. Ông bạn già chí cốt hơn chục năm, mãi hôm nay mới chịu lên xe hoa với người mà ai cũng biết là ai đó. Ở thời điểm con người trưởng thành, hôn nhân là lời tuyên bố với thế giới rằng tôi đã tìm thấy và nhìn thấy người bạn đời đúng nhất, không còn sông chơi, không còn mong muốn những giá trị hời hợt nữa. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc rạng rỡ đón khách. Cao Thái Hà chọn đầm trắng trẻ trung. Vừa qua, tham gia phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, nữ diễn viên bị chê diễn xuất cứng, thiếu cảm xúc. Trang Ngọc Hằng trẻ trung kết hợp váy và áo jean. Thời gian qua, có tin cô sinh con với bạn trai. Tuy nhiên, người đẹp từ chối trả lời. Vợ chồng Phan Đình Tùng và Thái Ngọc Bích cùng chọn tông đen đi tiệc. Trong khi đó, MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga rực rỡ với áo họa tiết rồng phượng. Quang Lê và Quách Tuấn Du cũng đến chúc mừng Ưng Hoàng Phúc. Ưng đại vệ bảnh bao đến dự tiệc cưới đồng nghiệp, nam ca sĩ sống cảnh gà trống nuôi con 3 năm qua. Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang tình cảm đến chúc mừng đàn em, hai nghệ sĩ đã kết hôn 11 năm và có hai con gái đáng yêu. Vân Quang Long lần đầu đưa vợ con đi dự tiệc, sau khi nhóm 1088 tan rã. Trong khi Ưng Hoàng Phúc vẫn hoạt động solo chăm chỉ, thì Vân Quang Long cùng các thành viên khác đi diễn ít hơn, tập trung kinh doanh. Cận cảnh không gian tiệc cưới siêu lung linh của Ưng Hoàng Phúc và vợ siêu mẫu Kim Cương. Tối ngày 1 tháng 12, sau khoảng 2 tháng âm thầm chuẩn bị, thì tiệc cưới của Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương đã được chính thức diễn ra tại một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Sài Thành. Dù đã sống với nhau 6 năm, nhưng cả hai vẫn thực hiện một buổi lễ đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong cuộc đời họ. Theo đó, không gian tiệc cưới sẽ khiến nhiều khách mời ưng ý vì đem lại một cảm giác sang trọng, lung linh. Mọi chi tiết đã được ekip trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Ưng Hoàng Phúc Kim Cương tay trong tay xuất hiện tại lễ cưới để đón tiếp các khách mời đến chung vui. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc ngập tràn của cả hai trong vòng tay của những người thân thương. Sảnh tiệc sẽ được trang trí như một tòa lâu đài với những cột tháp cao kiểu hoàng gia và đôi cánh chim ưng biểu tượng của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bấy lâu nay. Rất nhiều hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi đã được trưng bày ngay từ bên ngoài sảnh tiệc. Một sân khấu hoành tráng với vô vàn ngọn nến thắp sáng. Bàn tiệc được trang trí kết hợp ánh sáng, đây chắc chắn là một đám cưới độc đáo nhất, mang dấu ấn riêng bằng nhiều sự chấm phá kết hợp. Cận cảnh khu vực để cặp đôi thực hiện nghi lễ. Toàn cảnh đám cưới Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương, những khoảnh khắc đặc biệt nhất. Tối ngày 1 tháng 12, giải bạc siêu mẫu 2008 tổ chức đám cưới xúc động đầy ý nghĩa với cựu thành viên nhóm 1088. Ưng Hoàng Phúc diện lễ phục cưới màu trắng, biểu diễn ca khúc Giấc mơ một cuộc tình trong ngày trọng đại tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 1 tháng 12. Cô dâu Kim Cương xuất hiện lộng lẫy với váy xuyên thấu,
được ông xã dìu lên sân khấu. Ưng Hoàng Phúc vừa hát vừa nắm tay, trao ánh nhìn say đắm cho vợ yêu. Cặp đôi ngọt ngào khóa môi trong tiếng reo hò chúc mừng của đông đảo khách mời. Sau tiết mục mở màn đầy lãng mạn, bố mẹ cô dâu và chú rể lên thực hiện nghi thức cưới quen thuộc với hai con. Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, ekip hỗ trợ tổ chức hôn lễ khuyên anh nên soạn sẵn một bài phát biểu, nhưng chàng ca sĩ xua tay, nói không cần. Anh yêu em và anh nói những lời chân thành từ trái tim mình, không cần phải viết ra. Chúng ta đã vượt qua quá nhiều khó khăn để đến bên nhau. Anh rất hạnh phúc vì có em trong đời. Anh nhắn nhủ Kim Cương. Kim Cương xúc động rơi nước mắt khi nghe những lời yêu thương của ông xã. Đây là lần thứ hai cô lên xe hoa. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Kim Cương có một con trai riêng. Ưng Hoàng Phúc không ngại quá khứ của vợ. Anh yêu thương và xem con riêng của cô như con đẻ. Họ đã có thêm một cậu con trai chung. Cô dâu chú rể chung tay cắt bánh cưới. Từ khi gắn bó với Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương giải nghệ người mẫu để tập trung chăm sóc tổ ấm và hỗ trợ công việc của chồng. Cô hiện là quản lý của Ưng Hoàng Phúc. Hai cậu con trai mặc bảnh bao dự hôn lễ của bố mẹ. Cận cảnh bộ ảnh cưới siêu lung linh của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương. Sau màn cầu hôn lãng mạn trên bãi biển, Ưng Hoàng Phúc đã đưa bà xã siêu mẫu về Đà Nẵng thực hiện bộ ảnh cưới. Trong bộ ảnh cưới, cặp đôi phải thức dậy từ 3 giờ sáng để trang điểm, sau đó di chuyển đến những địa điểm xa để có những khoảnh khắc lãng mạn dưới ánh bình minh. Ưng Hoàng Phúc chia sẻ rằng, những ngày đầu mới gặp nhau, tôi không bao giờ dám nghĩ mình có thể được một cô gái xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng như Kim Cương có thể đồng ý kết hôn. Dù khi ấy, bản thân Phúc vẫn là một ngôi sao trong làng nhạc trẻ, bởi Phúc luôn mong tìm được một tình yêu chân thành. Khó khăn lớn nhất của giai đoạn tìm hiểu đó chính là khoảng cách. Cái khoảng cách ấy, theo Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, chính là vì mỗi đứa đều có sự nghiệp riêng, thành tựu riêng, nên không biết có thể đến với nhau và san sẻ cho nhau hay không. Riêng Kim Cương lại có nỗi lo sợ rằng tình yêu của những cặp đôi trong showbiz khó bền lâu. Tuy nhiên khi quyết định đến với Ưng Hoàng Phúc, cô làm theo trái tim mách bảo, chỉ cần tin tưởng vào anh là đủ. Dù chưa chính thức tổ chức đám cưới, nhưng cặp đôi đã có với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Kim Cương từng một lần đổ vỡ tình cảm và có con riêng. Từ khi chung sống dưới một mái nhà, Kim Cương chấp nhận lùi về phía sau để hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát của chồng. Không chỉ là vợ hiền, người mẹ đảm, cô cũng là quản lý, đồng hành với Ưng Hoàng Phúc trong mọi công việc của anh. Ngay khi cả hai đã là của nhau, có với nhau đứa con trai kháu khỉnh, Ưng Hoàng Phúc vẫn luôn dành cho Kim Cương thật nhiều sự quan tâm chia sẻ. Và đáp lại tình cảm ấy, Kim Cương trong thời gian qua đã gánh vác, hỗ trợ rất nhiều trong sự nghiệp ca hát của người đàn ông mình thương. Khi đã thuộc về nhau, vì chung một mái nhà, cái khó khăn thứ ba chính là sự nghiệp. Ai sẽ là người chịu thiệt thòi hơn để giữ lửa hạnh phúc? Trong 3 năm trở lại đây, khán giả thấy ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã trở lại âm nhạc một cách mạnh mẽ, nhiều sản phẩm mới và chuẩn bị hẳn hoi một live show vào cuối năm nay. Trong bộ ảnh cưới mới đây, Kim Cương thay rất nhiều bộ váy cưới lộng lẫy. Đôi vợ chồng không ngần ngại dành cho nhau những cái ôm thật chặt, trao nhau ánh nhìn âu yếm và nụ hôn đắm đuối. Theo nguồn tin riêng được biết, hai vợ chồng nam ca sĩ đã ấn định thời gian và sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay. Hé lộ thiệp cưới độc đáo của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương. Sau màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển với nhẫn kim cương 1,4 tỷ đồng vào đầu tháng 10, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương đăng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào đầu tháng 12 sắp tới. Dự kiến hôn lễ của dòng ca Tha Rằng Như Thế và bà mẹ hai con sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 12 tại một trung tâm tiệc cưới 5 sao ở Sài Gòn. Thời gian này, ngoài việc đều đặn đi hát vào mỗi đêm, cặp đôi cũng đang tất bật chuẩn bị thư mời để gửi đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong giới nghệ sĩ. Theo chia sẻ của Ưng Hoàng Phúc, mẫu thiệp cưới này đều do hai vợ chồng anh tự lên ý tưởng và đặt thiết kế riêng. Theo đó, thiệp cưới chính được in trên giấy nghệ thuật, có bề ngoài là ảnh cưới hạnh phúc của Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương. Bên trong là các thông tin về gia đình cô dâu và chú rể. Đi kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ về thiệp cưới được in vuông vức, có phần lạ mắt trên chất liệu mica. Từ khi về chung một nhà và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, Kim Cương đã dành toàn bộ sự quan tâm, chăm sóc cho cựu thành viên 1088. Cô không chỉ là người bạn đời mà còn là một người quản lý đắc lực cho ông xã trong công việc.
Trước đó, khi dành cho vợ màn cầu hôn lãng mạn bất ngờ trên bãi biển, Ưng Hoàng Phúc đã dành nhiều lời mật ngọt dành cho bà xã xinh đẹp. Phúc biết tình yêu của Kim Cương dành cho Phúc nhiều đến thế nào, và bản thân Phúc gần như dành trọn hơi thở của mình dành cho tình yêu ấy. Phúc tin rằng mình yêu Kim Cương chân thành, tình yêu ấy sẽ được nhìn thấy từ sâu con tim, và những gì Phúc muốn làm cho Kim Cương không chỉ dừng lại ở sự lãng mạn, mà còn có niềm tin, tôn trọng và sẻ chia.